Bảng B của vòng chung kết U23 châu Á 2024 được coi là bảng tử thần khi có sự góp mặt của bốn đội tuyển gồm đội tuyển U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc, U23 các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và U23 Trung Quốc. Mỗi trận đấu ở bảng này đều có thể xem là trận thuộc vòng loại trực tiếp và thực sự đều rất khó nhằn với các đội. Trong quá khứ, đội tuyển U23 Nhật Bản đã có một lần lên ngôi tại giải đấu số 1 châu Á dành cho lứa tuổi U23, thật tình cờ. Đó cũng là giải đấu được tổ chức tại Qatar, đó là vòng chung kết U23 châu Á năm 2016. Ở vòng chung kết U23 gần nhất, đội bóng này đã để thua ở trận bán kết. Trong khi đó, với đội tuyển U23 Trung Quốc, họ chưa một lần vượt qua được các vòng đấu bảng, kể cả khi giải đấu được tổ chức trên sân nhà năm 2018, vòng chung kết U23 gần nhất năm 2022, thậm chí đội tuyển U23 Trung Quốc còn không được dự tại giải U23 châu Á 2022 đội tuyển U23 Trung Quốc đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại đội tuyển U23 Nhật Bản với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, kết quả này không đủ để làm thay đổi nhận định về đội tuyển U23 Trung Quốc ở trận tái đấu tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thực tế bóng đá trẻ Trung Quốc đang trải qua giai đoạn khó khăn với phong độ thi đấu không ổn định và sự đầu tư hạn chế. Minh chứng cho điều này là thành tích nghèo nàn của đội tuyển U23 Trung Quốc trong các trận giao hữu trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2024 với 4 thất bại, một trận hòa và chỉ 2 chiến thắng sau 7 trận. Trái ngược với đội tuyển U23 Trung Quốc, đội tuyển U23 Nhật Bản đang có tinh thần thi đấu hừng hực và được đánh giá cao hơn trong trận đấu sắp tới. Samurai xanh vừa có hai chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển U23 Ukraine và đội tuyển U23 Iraq, qua đó khẳng định vị thế ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Đẳng cấp đội tuyển U23 Nhật Bản cao hơn nhiều so với đội tuyển U23 Trung Quốc. Họ cũng được đánh giá cao hơn rất nhiều ở trận đấu này. Đội bóng xứ Phù Tang hoàn toàn có thể tìm được một chiến thắng tương bừng trước đối thủ trong trận mở màn. Bóng đá Trung Quốc nói chung không được đánh giá quá cao ở bình diện châu lục. Trong khi đó Nhật Bản là nền bóng đá hàng đầu châu Á, đội tuyển U23 Nhật Bản cũng đáng tin cậy trong việc có được khởi đầu thuận lợi. Đây mới chỉ là trận mở màn của cả hai đội, bảng đấu này cũng là bảng vô cùng khó khăn với nhiều ẩn số. Vì thế, khó có thể đòi hỏi sự cởi mở, tưng bừng trong trận đấu này. Khả năng một chiến thắng với cách biệt bàn thắng lớn là khó xảy ra ở cặp đấu giữa U23 Nhật Bản và Hàn Quốc. Đội tuyển U23 Trung Quốc không vì thế được đánh giá cao khả năng sẽ giành điểm trước đội tuyển U23 Nhật Bản. Lo lắng trên là có căn cứ bởi bóng đá trẻ của Trung Quốc không có được phong độ lẫn sự đầu tư cần thiết ở thời điểm hiện tại. Chẳng cần nói đâu xa nhà, lấy phong độ của đội tuyển U23 Trung Quốc làm minh chứng khi họ vừa thua 4. Hòa một và thắng có hai lần ở 7 trận giao hữu trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Bên kia sân, đội tuyển U23 Nhật Bản hành quân tới Qatar tham dự vòng chung kết với đội hình tối ưu. Đáng chú ý, Samurai Xanh đang có đà tâm lý thăng hoa khi thắng đội tuyển U23 Ukraine và U23 Iraq ở hai trận đấu mới đây. Như đã nói bảng B cũng được xem là bảng đấu tử thần của giải năm nay khi cả Hàn Quốc, Nhật Bản, UAE hay Trung Quốc đều góp mặt. Ngay ở trận gia quân, đội tuyển U23 Trung Quốc đã phải đối đầu với thử thách lớn mang tên Nhật Bản. Đây sẽ là bài test sức mạnh hạng nặng đối với thầy trò huấn luyện viên Cheng Yao Dong khi họ cần ít nhất có được một điểm nếu muốn có cơ hội đi tiếp vào vòng trong. Dù vậy, với sự chuẩn bị kỹ càng của mình, đội bóng xứ tỷ dân chắc chắn vẫn muốn tạo ra kết quả ở giải năm nay. Kể từ cuối năm ngoái, họ đã có tới 6 trận giao hữu với 3 chiến thắng và 3 trận thua. Đây sẽ là điểm tựa để Trung Quốc bước vào trận cầu song phẳng với Nhật Bản. Không còn nghi ngờ, đội tuyển U23 Nhật Bản chính là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch năm nay. Trước thêm giải đấu diễn ra, đội tuyển U23 Nhật Bản đã có loạt trận giao hữu vô cùng chất lượng với các đối thủ đến từ châu Âu như Argentina, Mali hay Ukraine. Mới đây, họ có trận đấu với U23 Iraq và giành thắng lợi Trung Quốc 1-0. Về phong độ, đội tuyển U23 Nhật Bản thắng 3 hòa 1 thua 1 ở 5 trận đấu gần nhất. Đội tuyển U23 Trung Quốc thắng 3 thua 2 ở 5 trận đấu gần nhất. Ở hai lần gần nhất gặp nhau, đội tuyển U23 Trung Quốc thắng 1, thua một trước đội tuyển U23 Nhật Bản. Nhìn chung, đội tuyển U23 Nhật Bản sẽ dễ dàng có được 3 điểm ngay cả khi không tung ra đội hình mạnh nhất. Đường đến chức vô địch của thầy trò huấn luyện viên Oiwa Go đã được hoạch định từ trước. Tuy nhiên, bất ngờ là điều luôn xảy ra trong bóng đá. Màn so tài giữa đội tuyển U23 Nhật Bản và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 20 giờ hôm nay 16 tháng 4 trong khuôn khổ bảng B vòng chung kết U23 châu Á 2024. Theo bạn đội bóng nào sẽ có chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định bình luận của bạn dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ team bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại